sạch là phòng khách xong rồi. Bây giờ mình chữa cháy luôn cho nhà bếp. Lên tàu ngầm của chúng ta đi, bọn cảnh sát tới không kịp đâu. À, con mực, nó phun mực ra tới thui à, hết tới đường thoát ra được rồi. Tha cho em, đi anh khủng long vàng ơi. Em hứa từ đây về sau không ăn cắp nữa đâu. Chào mừng các bạn đến với kênh KM Channel. Hả? Có một vụ cướp nhà băng. Mình phải gửi mail cho chi đi trắng mới được. À, có mail kìa. Dạ, sếp ơi, có chuyện gì vậy? À, có một vụ cướp nhà băng. Hãy tới đó giải quyết đi. Dạ, tuân lệnh sếp. Cảnh sát khủng long ơi, có vụ cướp nhà băng. Đi nhanh lên, nhanh lên. Kìa kìa kìa, bọn khủng long T-Rex đã cướp được tiền trong nhà băng rồi kìa. Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Tuân lệnh Chibi Trắng, khủng long đã thấy rồi. Dưới theo, dưới theo. Đụng nè. Thôi tiền rất nhiều quá chị Chibi Trắng ơi, lượm tiền, lượm tiền. Hả, sao ở đây có nhiều khủng long T-Rex đàn em quá vậy? Bắt vô đem về nhốt cho tù mới được. Đây nữa nè, bắt luôn. Ơi, muốn qua được cái sông này phải đi lên phà. Ôi, tiền bị rơi nhiều quá, mình thu lượm lại để trả lại cho ngân hàng. Kìa kìa kìa, bọn chúng kia. Bắt luôn. Khủng long cảnh sát ơi, nhớ bắt cho hết khủng long ăn trộm nha. Phải đem về trừng trị mới được. Ai biểu làm người xấu làm gì. Rồi, bắt được rồi, đi tiếp thôi. Những con khủng long đệ tử tạo ra những cái vật cản trở để cản khủng long cảnh sát nè, không cho dí theo cái xe. Nhưng mà khủng long cảnh sát này giỏi lắm, bắt hết luôn. Ơ, còn có cái vật cản trở nữa, làm cho nó gãy luôn. Kìa kìa kìa, thấy rồi, thấy rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, dí theo, dí theo. Nhiều vật cản trở quá, phải bắt luôn những cái con khủng long đàn em này mới được. Ôi, có nhiều quà quá, mình phải lãnh cho hết. Rồi, bắt luôn, bắt luôn, bắt hết đàn em mới được. À, không để sót một con này đâu. Bắt luôn nè. Định bỏ trốn hả? Bây giờ phải dí theo khủng long đàn anh. Đến kia, dừng lại, dừng lại. À, bị rớt xuống rồi. Chuẩn bị đưa tay vô cồng bị bắt đi. Bắt vô luôn, đem về sở cảnh sát thôi. Rồi, tới rồi, tới rồi. Yeah, lập công lớn rồi. Bắt được tổng cộng 21 con khủng long đàn em và một con khủng long đàn anh. Cho vô tù luôn nè, được tặng 3 sao. Yeah. Ơ, cháy rồi, cháy rồi. Bây giờ làm sao đây? Phải gọi điện thoại cứu hỏa mới được. Hả? Có cháy nhà hả? Nhà 6 tầng lận. Ok, ok. Ủa, có mèo kìa. Đây coi gì vậy? Dạ sếp, cháy nhà sếp. Đúng rồi, có cháy nhà. Mà em khủng long đang ở có một mình à. Chạy qua cứu nhanh đi. Dạ, dạ, tuân lệnh sếp. Anh em ơi, nhanh lên, có cái cháy nhà. Nhanh lên. Nhớ đem cho đầy đủ dụng cụ nha hai khủng long. Tuân lệnh chị Chibi Trắng. Rồi, đi nhanh đi. Trên đường đi, nhớ thu lượm nước nha. Nước càng nhiều thì mình chữa cháy mới được. Đúng rồi, lấy những hạt nước này vô trong xe đi. Tí nữa mình dùng nước đó để mình bắn vô cái nhà bị cháy thì nó sẽ nhanh tắt hơn. Đi thôi, đi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. À, cái chỗ này phải đi qua cái cầu này. Mà cái cầu này là được xếp á mấy bạn. Cầu xếp á. Rồi, lên luôn, lên luôn. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cháy nhà rồi. Chắc em khủng long đang rất là lo sợ đó. Ôi, ở đây con đường khó đi quá. Phải nhờ những cái thang cuốn như thế này đi mới được đó. Gần tới rồi, gần tới rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Đường trơn trượt khó đi quá. Gần tới rồi, gần tới rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Rồi, tới rồi. Hả? Cái nhà này cao quá. Tới 6 tầng lận. Ui, ở trên tầng trên cùng là em khủng long kìa. À,
em khủng long này cũng rất là giỏi. Cái nhà này bị cháy ở dưới tầng trệt nè, cho nên em khủng long sợ quá không chạy ra ngoài được, phải chạy lên trên tầng cao trên cùng nhất. Đó cũng là cách xử lý thông minh của em khủng long đó. Và bây giờ đội cứu hỏa chữa cháy thì cũng sẽ chữa cháy từ ở dưới thấp lên trên cao. Ôi, tầng trệt là phòng khách xong rồi, bây giờ mình chữa cháy luôn cho nhà bếp. Nhà bếp cũng xong rồi, bây giờ mình chữa lên cho phòng tắm là lầu 2. À, phòng tắm thì đơn giản hơn, tại trong đó có sẵn nước rồi nên lửa cũng ít cháy. Hả? Đây là phòng ngủ của ba mẹ khủng long nè. Ôi, hết nước rồi, hết nước rồi. Chị Chibi Trắng ơi, đổ nước chưa, thêm nước chưa, nước yếu quá, chữa không được nữa nè. À, được rồi, nó đã bắn xa hơn rồi kìa. Ôi, bị vướng cái đèn chùm trên trần nhà nên không có bắn tới được. Thôi, hên quá, cuối cùng nó cũng dập được rồi. Tới lầu 4 là phòng ngủ của khủng long nè. Ôi, hết nước rồi, hết nước rồi. Chị Chibi Trắng ơi, tiếp nước chưa. Hả, bị dướng cái tủ rồi, bây giờ làm sao chữa cháy được cho cái giường của khủng long đây. À, mình phải dơ lên cao như vậy mới được. Ok, ok. Thôi, được rồi, lên tầng trên cùng. Thì ra đây là phòng đồ chơi, em khủng long lên trên này nè. Phải chữa cháy thôi, khủng long ơi, đừng sợ, đừng sợ. Anh dập tắt được lửa, anh sẽ cứu em ra. Hả? Sao cái phòng đồ chơi này treo nhiều đồ trên tầng nhà quá, làm sao dập tắt được hết đây, nhiều vật cản quá à. Ôi, hết nước rồi hả? À, hên quá, cũng vừa dập tắt được đám cháy luôn. Yeah, khủng long giỏi quá, được thưởng 3 sao. Alo, alo, có vụ cướp ngân hàng gần bến tàu hả? Chibi Trắng, đọc mail. Dạ, sếp, có chuyện gì vậy? Có một vụ cướp ngân hàng ở gần bến tàu á, mà những tên cướp đã đem tiền bỏ vô tàu ngầm rồi, phải dí theo nhanh lên. Dạ, tuân lệnh sếp. Anh em, chạy nhanh lên. Lên tàu ngầm của chúng ta đi, bọn cảnh sát tới không kịp đâu. Dí theo. Bọn khủng long đuôi búa đã chạy xuống tàu ngầm rồi. Nhanh lên. Dạ, tuân lệnh chị Chibi Trắng. À, tàu ngầm của bọn chúng kìa. Ô, dưới nước khó quá. Ây da, lượm được viên ngọc trai. Viên này mà bán là nhiều tiền lắm đây. À, con mực, nó phun mực ra tới thui à, hết tới đường đi rồi. À, những con khủng long đệ tử nè, bắt luôn. Dám đi ăn cướp ngân hàng hả? Bắt vô. Làm rơi tiền ở đây nữa nè. Còn có ngọc trai nữa, lượm luôn. Dí theo. À, gặp con cá chành điện. À, nguyên cái tàu mình bị điện giật luôn rồi. Dí theo. Kìa, bọn đàn em này kia. Phải dừng lại bắt hết mới được. Bắt luôn. Bắt hai tên này luôn. À, ở phía trên bè cứu hộ cũng có một con đang núp ở cảnh kìa. Bắt luôn. Ở đó mà núp hả? Rồi, bây giờ mình sẽ chìm xuống phía dưới để mình bắt tên đàn anh mới được. Dí theo. À, trời ơi, sao lại gặp con mực này nữa rồi, hết tới đường rồi. Bắt nè. Đừng hòng chạy thoát. Lần này bỏ vô tù hết luôn, cho chừa cái tội ăn cắp. Dí theo. À, ôi, chúng ta gặp lốc xoáy rồi. À, lại bơi xuống được rồi. Kìa, có chân. Lùi lại, bắt những tên khủng long này đi. Ấy, cẩn thận, đó là những con sứa độc đó nha. Dạ, cảm ơn chị Chibi Trắng. Anh em ơi, chạy thôi. À, bị bắt vô luôn rồi. À, tàu của tên đại ca rồi kìa, dí theo. À, bị con cá trình nó điện giật điện rồi. Ôi,
da. Điện giật rồi. Rồi tên thằng anh nó bị trói lên rồi kìa. Mình phải lên đó mình bắt nó được. Cho vô tàu, đem về nhà tù xử lý thôi. Yeah, thành công. Để coi bắt được bao nhiêu khủng long nha. Được 17 khủng long đuôi búa luôn. Cho vô tù nè. Chibi Trắng và khủng long được tặng 3 sao. Một vụ cướp ngân hàng. Mình phải gửi mail cho Chibi Trắng mới được. Ui, có mail kìa. Sếp kêu mình tới á. À, Chibi Trắng, nhanh lên. Có một vụ cướp ngân hàng. Những con kỳ giác long, nó đã mang tiền bạc đi ra ngoài rồi. Dạ, tuân lệnh sếp, em sẽ đi liền ngay. Đi thôi anh em ơi. Chắc tiền cướp được lên xe và đi thôi. Kìa bọn chúng vừa lên xe đi à. Phải dí theo cho bằng được. Dạ. Mình phải đem theo cái hộp y tế nữa. Lỡ cái gì còn cứu được. Dừng lại tên khủng long kia. Khủng long đàn em, chặn xe cảnh sát lại cho ta. Hả, dám chặn lại hả? Mình sẽ bắt hết luôn. Chạy đi đâu, bắt luôn. Chạy, ôi, bị bắt luôn rồi. Lượm tiền, bỏ vô. À, ôi da, sao rớt vô cái chỗ này là chỗ nào vậy? Ha, ở đây là cái nhà ga của tàu điện ngầm. Nó đang sửa chữa kìa. Bắt luôn. Ôi, chạy, cảnh sát có kìa. Ha, không kịp rồi. À, tình khủng long đại ca kìa, dừng lại, mau lên. Ừ, tàu điện ngầm nên có những con dơi nó sống trong này nè mấy bạn. Chạy, cảnh sát tới rồi kìa. Chờ em với, khủng long anh ơi, chờ em với. Khủng long anh, khủng long em nè, đi làm 16 làm gì, bắt hết luôn. À, cảnh sát đã tới đây rồi, chạy. Ôi, không kịp rồi. Bắt luôn nè, dám chạy đi đâu. Tên khủng long đại ca chạy xe tiền rơi ra tùm lum hết. Ơi, bắt luôn, chạy đi đâu nữa hả? Dạ, chú công an ơi, tha cho con. Tên khủng long kia, dừng lại. Dám chạy hả, cướp ngân hàng. Giờ trốn đi đâu, vô đây, đi về đồn cảnh sát, mau lên. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, để coi mình bắt được bao nhiêu tên khủng long nha. 1, 2, 3, 4, 5. Ơi, được 20 con khủng long luôn. Cho con khủng long đại ca vô tù. Cướp được rồi. Chúng ta lên xe chạy thôi. Nhanh lên anh em ơi. Báo cáo, có một vụ cướp kim cương ở ngân hàng ở Bắc Cực. Đề nghị đội cảnh sát quốc tế dí theo ạ. Ok, vì ở Bắc Cực cho nên con đường không có được bình thường. Tuyết rơi đầy hết cho nên phải dùng xe cảnh sát trực tiếp mới được. Xe này không có bánh nhưng nó có đồ trực tuyết kìa, chạy rất là nhanh luôn. À, thì ra là những tên khủng long lưng gai. Bắt hết luôn. À, tha cho em đi anh khủng long ơi. Cảnh sát khi mà bắt tội phạm thì không có tha được. Ai biểu làm người xấu làm gì? Bắt luôn. Hình như sót một con, mình phải lùi lại. Ủa, nó chạy mất tiêu rồi. Thôi kệ, bắt cái này đã. Bắt luôn. Đây, bắt luôn. À, tha cho em. Chạy. Rồi, không xong rồi. Ôi, chỗ này có cáp treo. Phải đi vô mới được. Qua bên đây. Nhờ có cáp treo mình qua mới nhanh được đó. À, hai tên này định tới cáp treo để trốn chứ gì. Một tên, hai tên, ba tên, bốn tên. Bắt hết luôn. Ôi, tí răng rơi kìa. Lạnh quá. Còn dám dựng cây để cản trở xe cảnh sát nữa. Tội này rất là nặng nè. Trượt tiết. À, ui da, rớt xuống dòng sông bị đóng băng rồi. Nè, cho đồ ăn cho những tên khủng long nè. Chắc bị bắt nãy giờ đói rồi. À, bọn chúng kia. Dừng lại.
Tên khủng long đại ca kia dừng lại. Kim cương mà để rớt tùm lum hết à, mình phải thu hoạch đem về trả lại cho ngân hàng mới được. Dĩ theo, dĩ theo. Những tên khủng long đàn em đang chạy kìa. Bắt hết luôn. Đây, bắt luôn. Kìa. Đụng vô cho ngã ra luôn. Lên xe. Lần này thì đừng hòng mà thoát tội nữa chứ. Đem về sở cảnh sát đã. Yeah, lần này bắt được tới 20 tên khủng long lưng gai. Thành công rồi. Và tên khủng long đàn anh thì bị bắt vô đây luôn. Bỏ vô tù. Ôi, có chung báo động kìa. Chuyện gì vậy? Hình như là có cháy. Đúng rồi. Khủng long vàng và khủng long xanh ơi, có một cái siêu thị đang bị cháy. Nhanh lên. Đang mùa mưa mà sao cũng bị cháy vậy không biết nữa. Ây da, đường trơn quá. Vì trời mưa cho nên đường rất là nhầy và trơn. Cố gắng chạy nha, đừng để bị té. Ui da, sao cái dốc này nó cao quá vậy? Nó vừa cao mà nó vừa trơn nữa, khó chạy quá. Lớm, thu hoạch thiệt là nhiều nước. Để tới đó mình có nước, mình chữa cháy, mình dập lửa. Kìa, có cái cầu nâng mình lên kìa. Rồi, được rồi. Ui da, lại lọt nữa rồi. Khủng long xanh, chạy cẩn thận chứ. Xe này mà lật một cái là không biết sao cứu luôn á nha. Mà cái siêu thị cũng cháy luôn đó. Biết rồi. Mùa mưa đường khó chạy quá à. Trời, sao cái dốc này hôm nay nó cao dữ vậy? Làm sao mình lên nổi đây? Cố lên. Ôi, được rồi kia. Rồi, qua khỏi cái cầu màu hồng. Hình như gần tới siêu thị rồi đó. Ôi, da xuống dốc kìa, ghê quá. Mùa mưa cho nên những cái ổ gà này nó đọng nước lại. Thiệt là nhiều luôn à. Tới rồi, tới siêu thị rồi kìa. Trời, siêu thị cao dữ vậy. Thôi, bây giờ phải chữa cháy thôi. Ôi, hình như ở trên tầng trên cùng có một em khủng long đang bị nhốt ở trển á. Nhưng mà biết sao được, chúng ta phải cứu từ tầng trệt trở lên mới được. Không ai cứu từ trên cao cứu xuống cả. Như vậy thì lửa sẽ không bao giờ được dập tắt đâu. Dạ, tuân lệnh chị Chibi Trắng. Bây giờ chúng ta sẽ cứu cái tầng trệt. Tầng này là bắn xe và bắn những cái máy móc thiết bị điện. Ôi, được rồi. Lên lầu 1 coi. Lầu này là bắn trái cây. Vừa bắn táo nè, apple, bắn dưa hấu, bắn lê, bắn nho, bắn dâu. Nhiều quá. Nhưng mà không sao, đã được dập tắt lửa rồi. Để coi cái lầu 2 là bán gì nha. Lầu 2 là bán bánh kẹo, cà phê nữa kìa. Bán kẹo mút, bán pizza, bán kem và bán hamburger nữa. Ý, còn có bán cà phê nữa kìa. Rồi, dập được rồi. Bây giờ lên lầu 3 là nơi bán đồ chơi. Wow, trong này thiệt là nhiều đồ chơi. Ôi, nước yếu quá à. Chị Chibi Trắng ơi, thêm nước vô. Wow, nhiều đồ chơi quá. Mình mà có những đồ chơi này mình chơi đã luôn á mấy bạn nha. Mình phải cứu cho bằng được. Không để lửa cháy hết đồ chơi, uổng lắm. Rồi, lên được tầng cuối cùng rồi. Thì ra đây là nhà sách. Vừa là nhà sách, bán sách và bán đồ chơi nữa. Khủng long ơi, em bình tĩnh. Anh sẽ cứu em ngay đây. Bây giờ phải dập tắt lửa đã. Dạ, nhanh lên. Anh khủng long vàng ơi. Gần xong rồi. Em yên tâm. Đây, đã xong. Anh sẽ ẩm em xuống ngay. Wow, khủng long giỏi quá. Được tặng 3 huy chương. Nhanh lên anh ơi. Chúng ta được cướp được vàng rồi. Leo lên tàu thôi. Báo động. Có một đám hải tặc đã cướp ngân hàng rồi. Và đang đi trên tàu.
Đề nghị bắt chúng khẩn cấp. Ok. Nhanh lên anh ơi. Mình phải dùng cano mình dí theo mới nhanh kịp. À, thì ra là khủng long màu gà. Bọn khủng long màu gà này dám đi cướp ngân hàng. Bắt chưa. Dùng còng số 8 bắt lại mới được. À, có một tên núp sau lùm cây kìa, bắt luôn. Dám giấu vàng ở trong cái rương này nữa hả? Lấy luôn. Ôi, chúng ta bị lọt vô lốc xoáy rồi. Đi không được nữa. Cố lên. À, thoát ra được rồi. Trời. À, lốc xoáy lại hút lại nữa rồi. À, có ngọc trai và có vàng nữa. Lấy thôi. Ôi, hên quá. Gặp một cơn lốc nó đẩy mình lên trên đây. Nhờ vậy mình mới lượm được vàng á. À, có hai tên khủng long đàn em. Chui vô. Tha cho em đi anh khủng long vàng ơi. Em sợ rồi. Em hứa từ đây về sau không ăn cắp nữa đâu. Không được. Phải đem về cho cảnh sát trừng trị. Ui da, vụ gì vậy? Ôi, nó đẩy mình lên trên mây luôn. À, có một con khủng long núp trên mây kìa. Phải bắt nó được. Dám núp hả? Ôi, còn có cây đậu thần nữa. À, leo lên được cái cây đậu thần mà còn bị bắt nữa nè. Kìa, có một tên đang núp nữa kìa. À, tha cho em đi ạ. Trên tầng mây. Ui da, sao núp lên trên mây rồi mà còn bị bắt vậy? Kìa, có cầu vòng. Chạy theo cầu vòng thôi. Ủa, lại rớt xuống nước nữa rồi. Bắt luôn. Khủng long màu gà nè. Ăn cắp xong bây giờ ngồi sợ hả? Nếu sợ thì đừng có ăn cắp chứ. Dạ, em mới thôi rồi, về sau không ăn cắp nữa đâu. À, bắt được tên trùm cướp biển rồi. Tên cướp biển kia, mau về đồn cảnh sát chịu tội. Yeah, về được rồi. Các bạn ơi, cuối cùng cũng bắt được hết những tên khủng long màu gà này rồi. Và tên trùm thì đã bị nhốt cho tù. Yeah.